Xin kính chào các bạn đến với chuyên mục Thanh niên do Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang phối hợp thực hiện. Trong chuyên mục số tháng 2 năm 2015, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn 10 hoạt động nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014 và hoạt động từ thiện của Chi đoàn Thanh niên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang nhân dịp Tết Ất Mùi 2015 tại hai xã Lũng Pù và Xín Cái của huyện Mèo Vạc với chủ đề Xuân Biên Cương Tết Quê Nhà. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Năm 2014 đã đi qua với nhiều sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ tỉnh Hà Giang nói riêng. Nhìn lại một năm qua, có thể khẳng định công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hà Giang đã để lại nhiều dấu ấn và kết quả quan trọng. Đặc biệt, có 10 sự kiện tiêu biểu trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014. Lễ ra quân tháng thanh niên và đưa trí thức trẻ về làm việc tại các xã khó khăn. Nhằm tăng cường trí thức trẻ về công tác tại các xã khó khăn trong toàn tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên năm 2014 và đưa trí thức trẻ về công tác tại xã đặc biệt khó khăn. Tại lễ ra quân, 212 trí thức trẻ là con em các dân tộc trong tỉnh trúng tuyển qua đợt tuyển chọn trí thức trẻ hợp đồng công tác tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh năm 2014 đã nhận quyết định về công tác tại các xã khó khăn trong toàn tỉnh. Gặp mặt tri ân cựu cán bộ đoàn qua các thời kỳ của tỉnh Hà Giang. Nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Hà Giang đã tổ chức buổi gặp mặt tri ân các cựu cán bộ đoàn tỉnh Hà Giang qua các thời kỳ. Thanh niên Hà Giang thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Đây là dịp để các đồng chí cán bộ đoàn ôn lại những truyền thống, kinh nghiệm và đóng góp ý kiến về xây dựng công tác đoàn trong thời gian tới. Tuần văn hóa du lịch gắn với lễ hội chợ tình Khâu Vai, hội thi Người đẹp cao nguyên đá Đồng Văn. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc và tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức tuần văn hóa du lịch lễ hội chợ tình Khâu Vai năm 2014, hội thi Người đẹp cao nguyên đá Đồng Văn. Cũng trong khuôn khổ tuần lễ văn hóa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tỉnh đoàn Hà Giang phối hợp với tổ chức hội thảo tuổi trẻ Hà Giang tham gia bảo tồn phát huy giá trị văn hóa miền cao nguyên đá. Đại hội đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Giang lần thứ 7, đoàn đại biểu 52 cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu tại đại hội đã về Hà Nội báo công dân Bác và gặp mặt Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại hội được diễn ra trong ngày 9 tháng 6 với sự có mặt của 154 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ có thành tích cao trong học tập cũng như trong phong trào hoạt động đội. Tại đại hội cũng đã trao học bổng Vừa Á Dính cho 30 bạn thiếu nhi tiêu biểu. Sau đại hội, 52 bạn học sinh tiêu biểu đi thăm, gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và báo công với Bác tại thủ đô Hà Nội. Chương trình thắp nến tri ân quy mô cấp quốc gia tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên. Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Vị Xuyên, gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tỉnh Hà Giang và các tỉnh miền núi phía Bắc dâng hương thắp nến tại gần 2.000 phần mộ liệt sĩ. Hoạt động trên thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tỉnh đoàn phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn tỉnh lần thứ 3 hát về biên giới và biển đảo. Chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, tỉnh đoàn Hà Giang đã tổ chức đêm chung kết Liên hoan tiếng hát truyền hình lần thứ 3 hát về biên giới và biển đảo. Qua cuộc liên hoan này, đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh đã được dịp thể hiện lòng yêu nước, yêu dân tộc, tình yêu biên giới và biển đảo quê hương của mình. Tỉnh đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức triển khai mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi bò và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại huyện Mèo Vạc. Đoàn bộ đã hỗ trợ trao tặng 22 con bò cho 22 hộ gia đình thanh niên của xã có hoàn cảnh khó khăn và có ý chí phấn đấu lập nghiệp để đoàn viên thanh niên có thêm tinh thần và nghị lực bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.
tỉnh đoàn phối hợp với báo Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức lễ trao học bổng tiếp sức đến trường. Nhân dịp đầu năm học mới, tại thành phố Hà Giang đã diễn ra lễ trao học bổng tiếp sức đến trường cho 151 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thi đỗ vào các trường đại học của 6 tỉnh Việt Bắc thuộc chương trình Vì Ngày Mai Phát Triển lần thứ 379. Đây là hoạt động thường niên do báo Tuổi Trẻ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Chương trình đã dành số kinh phí học bổng là 725 triệu đồng từ giải Gold gây quỹ tiếp sức đến trường. Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang lần thứ tư, với tinh thần đâu cần thanh niên có, nơi nào khó có thanh niên, đại hội lần này đã quy tụ những thanh niên ưu tú trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Đây là ngày hội của thanh niên để đánh giá tổng kết sau 4 năm hoạt động và tìm phương pháp hoạt động mới có hiệu quả trong công tác thanh niên. Tại đại hội đã vinh danh 32 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Ngày hội Khi Tôi 18 và Thanh niên với Pháp luật năm 2014. Để tôn vinh hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tỉnh đoàn Hà Giang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày hội Khi Tôi 18 và Thanh niên với Pháp luật năm 2014 cho học sinh 5 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Tổ chức lễ đăng ký kết hôn tập thể cho 1.242 cặp đôi nam nữ chung sống nhưng chưa đăng ký kết hôn và các cặp nam nữ tại 6 huyện Vị Xuyên, Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Xín Mần và Bắc Mê. Đăng ký khai sinh cho gần 3.000 trẻ chưa có giấy khai sinh. Các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Ban chấp hành Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang phối hợp cùng với Đoàn Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC và một số đơn vị tài trợ tổ chức chương trình Xuân Biên Cương Tết Quê Nhà tại hai xã Lũng Pù và Xín Cái của huyện Mèo Vạc từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 8 tháng 2 năm 2015 với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Có lẽ hình ảnh những chuyến xe chở quà Tết đến với đồng bào vùng cao giờ đây đã không còn xa lạ bởi sự chia sẻ yêu thương từ cộng đồng ngày càng dang rộng vòng tay. Là lực lượng thanh niên mang trong mình sức trẻ, chúng tôi muốn gửi đến những người dân nghèo vùng cao đón Tết không chỉ là vật chất ấm no mà còn cả tinh thần đoàn kết yêu thương thông qua chương trình Xuân Biên Cương Tết Quê Nhà. Thì trong những năm qua, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thì Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang đã là cầu nối những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh để tổ chức các chương trình từ thiện ủng hộ giúp đỡ xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc. Những năm trước đây thì chúng tôi chỉ tổ chức là các chương trình tặng quà thôi, còn đặc biệt là những năm gần đây thì chúng tôi còn tổ chức thêm nhiều hoạt động đầy ý nghĩa tại xã. Ví dụ như là gần đây nhất, dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 thì chúng tôi đã phối hợp với Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC đã tổ chức chương trình tại xã Lũng Pù, không chỉ tặng quà, tổ chức chương trình văn nghệ mà chúng tôi còn nấu một bữa cơm đón Tết đầm ấm, đầy ý nghĩa cho học sinh tiểu học và trung học bán trú ở nơi đây. Theo đúng lịch trình, đoàn thanh niên của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang và đoàn thanh niên Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC có mặt tại điểm trường xã Lũng Pù và hoạt động đầu tiên là thực hiện bữa cơm cuối năm cho các em học sinh trường bán trú ở đây. Được tận mắt chứng kiến cuộc sống và sinh hoạt của các em còn khó khăn và thiếu thốn mà cái rét vùng cao luôn luôn thường trực. Không phải là quá nhiều, song có lẽ nó ý nghĩa đối với thanh niên chúng tôi và cả các em học sinh ở đây, khi mỗi người một việc trong căn bếp chật hẹp và thiếu thốn của ngôi trường này. Chúng tôi đã dần hoàn thiện những mâm cơm cuối năm với hương vị Tết truyền thống trong sự háo hức mong chờ. Một bữa cơm cuối năm chưa hẳn đã tròn đầy, nhưng những người thưởng thức nó đã khiến cho bữa cơm trở nên đậm đà và đầy đủ hơn. Đó là hương vị của tấm lòng nhận lại những tấm lòng. Cái chương trình bữa cơm cuối năm mà chúng ta phối hợp tổ chức giữa Tuổi Trẻ VTC, HTV và Đoàn Thanh niên xã, thì chúng tôi cảm thấy mà khi mà đến trường, lúc mà chúng ta tổ chức cho chương trình vào bếp ấy, cùng vào bếp với nhau để cùng các thầy cô giáo nhà trường và Tuổi Trẻ giữa hai đơn vị cùng vào bếp, thì chúng ta mới thấy được là cái hình ảnh các em học sinh khi mà những giờ giải lao các em đứng vây quanh xung quanh bếp, thể hiện một cái sự rất là náo nức để đón chờ một cái bữa cơm. Chúng ta có thể biết là các em cũng là học sinh bán trú thì vẫn được ăn những bữa cơm hàng ngày, tuy nhiên là bữa cơm cũng chỉ rất là đơn giản,
chỉ có cơm, có nồi canh, thậm chí là cũng có một chút thịt rất là ít thôi. Thế thì cũng nhân cái chương trình phối hợp bữa cơm cuối năm thì chúng tôi thấy là một chương trình rất ý nghĩa. Và thực tế chúng ta đã được thấy là khi chúng ta bày cơm ra rất nhiều món thì các em học sinh nơi đây đã đón nhận và đã ăn rất là một cách ngon lành. Và một cái niềm vui đối với những người làm chương trình, các em ăn không để lại những cái đồ ăn thừa. Và so với những hình ảnh rất là đối lập giữa các em học sinh ở dưới miền xuôi, ở thủ đô, thì chúng ta thấy là rất là khác hẳn. Trong cái chương trình này thì tuổi trẻ VTC lần đầu tiên được kết hợp với tuổi trẻ HTV nấu một bữa cơm cho các em trong những ngày cuối năm. Qua cái hoạt động này thì chúng tôi thấy là tất cả anh em trong đoàn công tác rất là hân hoan hồ hởi để cùng tham gia vào cái bữa nấu bữa cơm này cho các em ở vùng cao. Qua đấy thì chúng tôi được nhận thấy một cái hình ảnh rất là xúc động với toàn thể các em rằng là một cái bữa cơm cuối năm thì cho thấy cuộc sống của các em ở nơi đây rất là thiếu thốn và vất vả. Những hình ảnh xúc động như thế này thì đem lại cho chúng tôi những cái cảm xúc rất là khó tả. Và những cái hành động như thế này thì cần phải được nhân rộng nhiều hơn nữa để thấy rằng là một cái bữa cơm cuối năm đối với các em là vô cùng là thiết thực trong những ngày cuối năm. Bữa cơm cuối năm kết thúc cũng là lúc tuổi trẻ HTV và VTC lại chuẩn bị cho một hoạt động khác, đó là tặng quà. Với 140 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ gia đình chính sách, người nghèo và các em học sinh khó khăn trên địa bàn xã. Tại buổi tặng quà, đoàn đã ân cần động viên chia sẻ những khó khăn với các hộ gia đình và các cháu học sinh ở các trường học, đồng thời gửi tới lời chúc đầu năm mới đến các gia đình, nhà trường một năm đầm ấm, yên vui. Liên tục trong chuỗi các hoạt động tại đây, buổi tối là chương trình giao lưu văn nghệ Xuân Biên Cương Tết Quê Nhà của đoàn thanh niên HTV-VTC với các thầy cô giáo, các em học sinh của trường tiểu học, trung học cơ sở xã Lũng Bù và bà con nhân dân trên địa bàn xã, diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm tình đoàn kết dân tộc, để lại nhiều tình cảm yêu thương trong lòng mỗi người tham gia. Trong suốt những cái cuộc hành trình từ 2-3 ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy là cái sự phối hợp giữa hai bên và có một cái sự quyết tâm để tất cả vì hướng đến bà con, tức là chúng ta đem những cái hơi ấm, những cái tình cảm của đồng bào miền dưới xuôi để mang lên cho bà con có những cái Tết được ấm cúng hơn. Và bà con chính là những người mà cùng với các chiến sĩ ở biên giới ngày đêm canh giữ phên dậu của quốc gia và để cho bà con yên tâm công tác lao động sản xuất để ở lại vùng biên cương để bám giữ cái đất chủ quyền của Việt Nam chúng ta. Đúng theo tinh thần tuổi trẻ HTV VTC cùng đồng bào vùng cao đón Tết Ất Mùi 2015, ngay sáng ngày hôm sau, tại đồn biên phòng xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc lại tiếp tục với các hoạt động tặng quà cho các hộ dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới. Cương vị là một người đoàn viên thanh niên đóng chân trên địa bàn xã Xín Cái. Tôi cảm nhận được những cái hoạt động như ngày hôm nay, tôi thấy có một ý nghĩa rất là thiết thực và nó đem lại những cái niềm vui, những cái sự chia sẻ đối với đồng bào nơi chúng tôi được biết là những hoạt động này đối với bà con là bà con rất phấn khởi và bà con cũng mong muốn rằng là những cái hoạt động này đây sẽ không phải là một lần mà sẽ càng về sau chúng ta càng có những hoạt động này càng nhiều để đem lại một chút cái tình cảm cũng như là sự chia sẻ đối với bà con nhân dân trên địa bàn xã Xín Cái để bà con nhân dân có một cái Tết cũng như là một cái năm mới trong cái sự ấm cúng. Tại đây, đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà, đồng thời động viên, chia sẻ với các hộ gia đình. Buổi tối là chương trình giao lưu văn nghệ, mặc dù diễn ra dưới trời gió rét, song không khí ấm áp từ sự thiện tình của khán giả đã làm cho không khí xuân tràn về. Bằng những hoạt động thực tế của chuyến đi đã khiến cho mỗi đoàn viên thanh niên thêm ý thức sâu sắc về vai trò của tuổi trẻ trong sự phát triển chung của đất nước. Qua đây thể hiện tinh thần xung kích sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ HTV-VTC nhằm không chỉ chia sẻ những khó khăn với các gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh mà còn chia sẻ với những xã vùng cao gặp nhiều khó khăn trên giải đất hình chữ S. Với sự chung tay của cả cộng đồng, hy vọng rằng các đối tượng chính sách trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo trên địa bàn xã Lũng Pù và Xín Cái sẽ được đón một cái Tết trong không khí vui tươi, no ấm, hạnh phúc, giúp họ thêm vững tin vươn lên trong cuộc sống.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Thanh niên số tháng 2 năm 2015. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.